Ok, ngồi lên em. Hôm nay thì cũng cuối tháng 4 rồi, nên theo thông lệ hàng tháng thì chúng ta sẽ lướt xem tháng 5 có những con game gì đáng chú ý ra mắt. Đây, ngày 1 tháng 5 thì chúng ta không có game gì cả. Có vẻ là mấy cái dev thì không thích ngày này cho lắm, nên ngày 2 tháng 5 là con game đầu tiên đáng chú ý trong tháng. Con game có tên là Fall Guys. Đây, Foundry. gọi là cái xưởng đúc. Con game này nó dạng mà Gobo Gobo, nhưng mà anh em sẽ xây dựng nhiều cái máy móc kết hợp với nhau, nó như một cái hệ thống mà khai thác tự động hóa gì đó. Đây, Automation Bay Bui. Game này lúc trước tôi đã nhắc đến khá nhiều lần rồi, anh em mà đam mê cái thể loại mà Fast Audio hay là xe thích thoát đồ gì đó. Sống có ở đây ta. Đây là con game xe thích thoát đồ gì nè, hay là Fast Audio á, thì anh em có thể thử qua con này cũng được. Nó xây dựng cũng khá là chi tiết đó. Game này thì có thể co-op qua chơi với bạn bè hoặc là có mạng LAN luôn, vẫn đang trong giai đoạn early access thôi. Đây là những cái thành phẩm mà chúng ta có thể xây dựng trong con game. Nhìn là thấy gói như tơ vò, thấy không? Vẫn là mấy cái hệ thống mà khai thác dây chuyền tự động thôi. Game này thì tôi cũng thấy là khá là thú vị đó, mặc dù cái nền đồ họa nó cơ bản thì nó cũng tương đối bình thường, không quá gì đẹp hay là ấn tượng, cũng không đến mức chi tiết như con Satisfactory. Là con này đây. Con Satis này thì đẹp cũng bỏ rơi khá là lâu rồi, tôi cũng không biết đến khi nào là nó ra cái bản là đầy đủ nữa. Mặc dù vẫn có update đó, nhưng mà update nó vẫn chỉ là nhỏ giọt thôi. Đây, vẫn chưa biết khi nào ra bản full. Game thứ hai là một con game mà anh em có thể co-op với bạn bè, nó giống như con Lethal Company á. Co-op với bạn bè rồi đi khám phá những cái mà kỳ bí của cái thế giới bí ẩn này thôi. Nó giống như một con game mà ngày cá tháng 4 anh em được cho miễn phí á. Đây, co-op thì cùng nhau đi mà coi cái thế giới đó có cái điều gì hỗn loạn kỳ bí đó mình bắt đầu khám phá. Thường là mấy cái màn võ ma mà co-op với nhau. Trông cũng có vẻ khá là vui. We're rationing food, risking dehydration, with no hope of rescue. Con này mà lại sắp xếp giống ai GK với mình thêm. Total calamity. Unwanted gear into essential equipment, and every single day, always orders have shrunk travel time to seconds. It seems nó giống như con game mà đầu tháng 4 này chúng ta được nhận miễn phí. Ngay ngày cá tháng 4 luôn á. Đây, content warning nè, bây giờ nó chuyển vào thu phí rồi nha. Tiếp theo là con game Indica. Con game này nó khá là bựa nha, khá là dị dị luôn á, của 11 bit studio. Lúc trước thì cũng đã khá thành công mà qua cái đợt Steam Next này. Anh em thì có thể thấy con game này nó có vẻ không hợp đó, tôi cũng chơi thử cái demo rồi, nó hơi mà ống ha tí. Kinh dị nè, tăm tối nè, dễ đố nè. Coi thử cái da lên. I guess I can't do anything worse than that. Nhìn cái đồ họa nó mà mang cái phong So cách rất easy là to step realistic luôn over nha. Anh everything you em nhìn nó believe cực kỳ in. chân thật luôn. Some are onto your side. Convince me that I haven't done anything bad. Tôi thấy có mùi 18 cộng rất là nặng rồi đó nha. I'm talking about intentional unfairness for one's own gain. Did you say unfair? Is it fair that Rất ngạo one mạn luôn. tree has a thousand leaves and the other has a thousand and one? Is it fair when two people Còn em thấy loại này á, anh em nào đam mê cái cốt truyện hay là khám phá hay là cái lịch sử đó, thì có thể là rất là thích, cảm thấy nó rất là cuốn luôn. Còn anh em mà tìm một con game mà tốc độ cao, những cái màn hù dọa rất là nhanh chóng liên tục á, thì nó hơi khó. Game này nó nặng về tâm lý nhiều hơn là cái gameplay của nó. Tiến độ nó rất là chậm luôn. Lúc tôi chơi cái bản demo thì nó chậm cực kỳ chậm luôn. Cái bản demo đó thì cũng không có đăng lên.
game của 11 bit studio nên cũng khá là dễ để anh em có thể mà offer với họ để nhận mấy cái key game chưa sớm. 3 ngày nữa thì game sẽ ra mắt rồi. Game này có bộ rất là nặng nha. Game này của mấy anh nước Nga nè. À, sao không thấy con nước Nga ta? Đây nè. Game này thì chắc tôi không chơi nổi đâu. Nó chữ cũng khá nhiều á. Hội thoại cũng rất là nhiều nữa. Đây là con game nó dạng thư giãn giải trí hơn. Đó, anh em rất là chill luôn. Mở lên thì chủ yếu là để nó nghe nhạc với nhảy nhảy mấy cái hiệu ứng như thế này thôi. Đó, anh em nhìn mấy cái background nó hơi nổi nè. Như một cái tấm ảnh động vậy. Nó giống một cái trình nghe nhạc á. Cái này là bên đây là những cái ứng dụng ghi chú. Tưởng tượng như anh em mà treo một cái desktop với mà mấy cái ảnh động đi, wallpaper nha chẳng hạn. Nhưng cái này thì nó tương tác nhiều hơn. Cappuccino, làm ly cà phê không? Game này rất là chill nha, giá rẻ rẻ thì tôi cũng mua về tôi trưng luôn. Lâu lâu mở desktop lên, một bên làm việc, một bên để cái nhạc nó nhảy nhảy thế này. Hy vọng là mức giá nó ổn thiết. Indeed, DNC. Game này thì con game dạng xây dựng mình quản lý, nó của là team 17. Team 17 nên tôi nghĩ là giá nó không có rẻ đâu. Team 17 bây giờ con game nào rẻ rẻ thì cũng 350, còn mấy con game mà có tiềm năng họ quốc phát là 500 luôn. 500k. Game này thì dạng xây dựng building thì mình quản lý thôi, nguyên một cái thư viện thành tích luôn. Nói về cái chủ đề này thì cũng có khá nhiều mà con game làm như thế này rồi. Một số thì con game indie đơn giản, còn một số thì chi tiết hơn tí. Nhưng mà mấy con game này nó nặng tính quản lý lắm. Cái thuộc tính manager cho nó lại là hành động đó. Nó thay đổi chiến thuật chứ mà quản lý mới đúng chứ. Nè, vì sụp manager này mới đúng rồi. Đây nè. Accident. Game này nó không gì của mình giống game gì đâu. Tôi thì cũng chú ý con game này khá lâu rồi, nhưng mà chắc là không chơi đâu. Cái này đợi anh em nào chơi rồi tôi xem thử cho biết thôi. Của team 17 phát hành Farm Together 2. Anh em thì chắc cũng biết cái dòng game này chứ gì. Nông trại với nhau. Bây giờ nó ra bản 2 à, nên khá đón chờ luôn. Nhưng mà lại là cái phiên bản Early Access này nữa nha. Thực sự bây giờ mấy studio lớn lớn á, có một khi đã có một hai tác phẩm thành công rồi đó, thì tốt nhất họ cho ra cái bản full review đi. Thay vì phải đưa đi Early Access rồi huy động cộng đồng vốn như mấy studio nhỏ hay là mấy dev cá nhân không có tiền. Cái này là kiểu họ đưa cái dự án là nếu thành công thì họ tiếp tục đầu tư phát triển, còn không thì họ lại bỏ xuôi đi cái dự án mới. Rất nhiều studio dính vào cái cảnh này à. Đây thì vẫn là con game nông trại thôi. Có chữ Together thì chắc anh em cũng biết là sẽ co-op được bạn bè. Nông trại thì bây giờ hơi bị nhiều game rồi đó. Chúng ta đang có cái sự kiện là sắp tới á. Vài ngày nữa là có cái sự kiện mà lễ hội nông trại nè. 30 tháng 4 tới ngày 7 tháng 5 là ngày mai. Lúc anh em xem video này luôn đó. Tới ngày 7 tháng 5 kéo dài một tuần thì cũng có dép cũng có gửi tôi một vài game nông dài chơi sớm rồi để rảnh rảnh thì tôi chơi thử. Và giữa tháng 4 á thì sẽ có lễ hội chơi đi chơi lại là những con game mà dạng gameplay value á, tức là như hầu hết là Goguelike rồi hay là theo bài á, anh em mà chơi mỗi lần chơi mỗi lần chết á thì nó lại khác đi tí, thì nó gọi là lễ hội chơi đi chơi lại. Nó thì liên quan nhiều đến dòng game Goguelike hơn. Nếu anh em thích cái dòng đó thì có thể chờ đến cái sự kiện giữa tháng này anh em mà trúng tiền. Còn cuối cùng á, thì cuối tháng này với đầu tháng sau á, cuối tháng 5 đầu tháng 6 á, là để hội gấp tinh Survivor Open World. Tức là anh em chế tác sinh tồn thế giới mở, nó giống mấy con game ARK đầu chẳng hạn. Đó, thì mấy con game mà anh em đam mê cái thể loại này có thể chờ tới đó. Khá nhiều con game sẽ giảm giá trong dịp này luôn á. Tiếp theo là đến ngày 8 tháng 5, tôi bấm cái này là DLC. Nhưng thực ra là cái phiên bản full review của con Vegasin này. Trước khi bấm vô á, thì giá con game thì nó cũng đã tăng rồi, nên bây giờ anh em mua hay là chờ Fuji đi mua nó cũng không khác gì mấy đâu, tôi đoán vậy thôi. Đây, anh em sẽ cần có phiên bản đầy đủ của con Vegasin này mới có được cái DLC đó. Game này lúc trước là có khoảng 150 à, sau này đẹp tăng lên giá khá là cao luôn.
gần 450.000 lên gần ít 3 giá luôn á, so với cái giá giảm thì coi như cũng ít 2 đi, ít 2 lần rưỡi. Đó, đây là một trong những con game mà có phần gấp Super Building nè. Hồi nãy tôi nói là nó cũng nằm trong cái dạng đó đó, nên tôi không biết con game đó thì có khả năng tham gia cái lễ hội đó đó, nhưng mà tôi không biết họ có giảm giá nó như khi đó không, tại vì theo cái lịch của họ là ngày 8 tháng 5 con game sẽ ra mắt chính thức là khoảng 10 ngày đó. Game này cũng khá là hay nha, tôi đọc cái devlog của họ từ trước khi con game ra mắt vài tuần á, lúc đó là mấy anh đó thì cũng không có nghĩ con game mình thành công đến như vậy, họ ra cái bản Early Access để coi thử tình hình sao rồi tiếp tục phát triển, nhưng không ngờ lúc ra thì nó lại quá thành công luôn. Game này thì lúc trước tôi đã chơi là thử khoảng vài tiếng đầu rồi, cũng có viết cái bài review rồi, nhưng mà lúc đó chỉ Early Access thôi, cũng chưa có content gì nhiều. Bây giờ thì nó thêm rất nhiều thứ, dev up 42 tấm hình, trời ơi, mạng download cho nổi. Game dạng top down, góc nhìn trên xuống, yếu tố hành động của nó thì cũng rất là đáng chú ý luôn. Anh em nào nếu chưa biết con game này có thể xem thử á. Chạy lợp gà đóng nè, mà không cái nào xăm soi nhiều vô gameplay cho nó. Đây, chúng ta trỗi dậy được một cái lăng mộ, là một cái vampire thì đương nhiên là không có đi được dưới ánh sáng rồi, chỉ canh lúc trời tối mới ra ngoài thôi. Đi ngoài đường ban ngày vẫn được nha, có điều anh em phải chú vô mấy bóng râm thì mới đi được, cứ chạy lang thang với cái nắng mặt trời như thiêu đốt ở miền Tây hay là toàn bộ miền Trung bây giờ nắng nóng 43 độ là đi luôn. Game này co-op với bạn bè khá là thú vị đó, một con game rất là đáng mong chờ. Thực ra có game rồi nên chắc không cần quyết định đâu, mà thôi quyết định đi, tới đó mình còn nhớ mình chơi. Gip là một con game dạng platform 2D giải đố thôi, tôi có đọc clip tốt của thanh niên này, anh cũng muốn lên đây là coi thử, game mà rẻ thì cũng sẽ ủng hộ. Game này cũng mà ít lượt follow, hơi ít, nhưng mà thể loại nó trông khá là thú vị luôn, của một cái dev cũng nhỏ, tương đối nhỏ. Đó, thể loại mà platform giải đố 2D màn hình ngang, trông cũng tương đối đơn giản. Tôi thì ít chơi thể loại này, nhưng mà chơi thì vẫn là khá là thích, chỉ là chơi không nhiều thôi. Anh em chơi mấy dòng game như là Limbo, Insider hay là cái gì, cái thằng gì có cái đội mũ nhỏ nhỏ đó, phần 2 chuẩn bị ra phần 3, tôi quên tiêu tên này, tự nhiên quên ngang. Game này thì nó tương đối đơn giản, anh em nhìn mấy cái asset nó nè, nhiều khi nó không đồng bộ với nhau nên nó cũng khá là lạc quẻ đó, nhân vật thì nó cũng làm tương đối bình thường, animation nhiều lúc cũng hơi bị thôn đó, nhưng mà chơi được thì cũng như chơi thôi. Tiếp một món quà, đây là con mèo. Nếu như anh em chơi với mấy con game nhập vai rồi con ngỗng hay là con dê á, game con dê đi quậy phá khắp thế giới, với mà con ngỗng coi là gâu gâu đút gì đó quên tiêu rồi, con vịt đi quậy phá, thì bây giờ chúng ta sẽ trở thành con mèo cũng đi phá hoại thế giới như vậy luôn. Cái game con dê thì có phần 1 với phần 3, không có phần 2, còn game con vịt đó thì lại quá thành công luôn, được đề cử rất nhiều giải mà trong mấy cái sự kiện lớn lớn nữa. Con ngỗng không phải con vịt, nhầm, anh em hóa là ngành con ngỗng rồi đi phá tàn phá nhân loại, thì bây giờ chúng ta sẽ trở thành là con mèo, con mèo đen nữa chứ. Thấy đúng kiểu hoàng thượng luôn, cho đi đập phá thế giới là tới chích nghe cuốn nạn ca 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 ca. Game này thì dạng mà chiêu chiêu vô quậy quậy chơi vui thôi, mấy streamer cũng khá là thích đó, còn anh em chơi bình thường thì phải hợp lắm anh em mới chơi được cái loại này, chỉ đều đập phá với nhau. Gatekeeper, game này, Gatekeeper, game này tôi cũng chơi khá nhiều cái bản mà trước này, đó là thể loại mà bên đánh theo luôn, bắn góc nhìn nó bắn dần xuống, mình đánh theo nè, Google Live. Được cái là FPS làm đồ họa khá là tốt luôn. Còn lại game đây thì tôi thấy cũng tương đối bình thường, hệ thống nâng cấp cây kỹ năng thì cũng không có cái gì quá đặc biệt, nhưng mà mấy cái hiệu ứng đồ họa làm rất là tốt. Thực tế thì cái dòng game như thế này bây giờ nó tương đối bão hòa rồi,
nên cái game này thì anh em không cần sáng tạo quá nhiều thứ đâu, không cần đột biến quá nhiều. Nhiều con thì nó cho mình thêm một số trang bị nữa ngoài cái kỹ năng. Thì một số con thì đơn giản chỉ đánh vào cái nền tảng đồ họa như thế này thì cũng đủ thành công rồi. Đây, anh em nhìn hiệu ứng đồ họa thôi làm rất là chi tiết luôn nha. Rất nhiều màu sắc kết hợp với nhau luôn, dễ nhìn đó chứ. Con này thực tế là không quá khó nhìn đâu, vô chơi thì anh em vẫn tập trung được. Game này cũng tương đối ổn, hy vọng là cái một cái mức giá phù hợp là được. Homework 3. Game này á thì chắc nhiều anh em không biết đâu, nó từng đoạt giải mà Game of the Year một lần rồi. Đây, họ ghi thẳng trên đây luôn nè. Nhưng mà cái bản đó thì từ rất rất lâu về trước rồi. Có khi nhiều tuổi hơn anh em ở đây đó, khoảng năm 2000 đã mấy á. Nên tới bây giờ vẫn là rất ít người biết cái dòng game này, nó thể loại mà chiến thực hay dân thực như thế này. Đây, GTS, GTS, dòng cốt truyện hay thế giới viễn tưởng nữa. Từ xem trailer thì cũng chưa thấy có game này gì nhiều, vẫn là kể về mấy đoạn cinematic nói chuyện như thế này thôi. Phần mà đạt giải mà GTS của năm mấy năm gì trước, cái chục năm gì trước đó, thì tôi cũng chưa có chơi nữa, nên cũng không biết dành cho lắm. Là toàn là cinematic không à? Họ chưa có đưa ra mấy gameplay gì nhiều hết. Đây nè, vô được một tí gameplay nè. Cơ bản vẫn là chiến thực thời gian thực, thì mỗi cách bối cảnh là vũ trụ thôi. Cái lượt follow rất là khủng khiếp nha, chứng tỏ thành công của game này từ cái phiên bản lần trước rồi. Giá game thì tất nhiên cũng theo cái giá 3A luôn. Có mà Denuvo cho anh em luôn. Rồi xong. Đây, tôi thì chỉ có xem một số cái thông tin này thôi, chứ tôi cũng không có gần cái game nhiều. Họ có go map sẵn từ cái lúc đó lên tới đây luôn. Ba cái DLC thu phí nè, đây nè, tháng 7, tháng 10 với 2025. Họ sẽ tung ra ba cái DLC thu phí ở chính giữa những cái mà phiên bản update miễn phí. Nên định hướng từ đầu phần game này, anh em sẽ phải chi khá là nhiều đó. DLC thu phí 1, thu phí 2, thu phí 3, còn lại là cái bản update miễn phí xen ở giữa. Cấp đánh miễn phí anh em thấy ghi rất là đơn giản không? Nhưng mà DLC lại ghi rất là nhiều nha. Game này thì chắc tôi cũng mà chơi qua YouTube thôi, chứ không có thời gian để theo thử game này. Nhất là cái giá của nó cũng khá là chát nữa. Offer được nhà phát hành thì cũng hên xui. Đây, Hoàng tử 34 của anh em đây, của Ubisoft chính chủ nha, không phải hàng phép đép hàng nhái gì đâu. Nhìn nó khá là bựa luôn ha. Men Ubi thì vẫn ôm lại với cái truyền thống game cũ cũ thì tha hồ mà phát triển. Game này nó thuộc thể loại đơn giản thôi. Nhưng mà không biết vô tay mấy anh Ubi thì giá nó sẽ thành bao nhiêu. Lại là con game Early Access bây giờ. Ở cái nhà phát hành lớn như thế này rồi mà lại tung ra mấy cái bản Early Access như thế này chi không biết nữa. Game thì đáng chú ý thiệt đó, nhưng mà ra cái kiểu này thì cũng hơi lười. Min of War, game này tôi cũng không có chơi nhưng mà cái lượt follow nó rất là khủng khiếp. Những là chủ đề chiến tranh thế giới thứ ba, thế giới thứ hai chứ nhỉ. Mất War 2. Tôi chỉ đọc thông tin thôi, chứ cũng không biết gì mấy những game này. Mấy cái thể loại quân sự chiến tranh này nó gắn về lịch sử khá nhiều đó. Đồ họa này nó mang tính chân thực nên nó cũ cũ nhưng mà vẫn khá là đẹp nha, khá là ổn nha. Trời ơi, cái trailer có 30 giây mà đóng cái logo hết 15 giây rồi. Như thế này thì đồ họa nó lại quá là cổ nè. Mùa hè năm 41. Đồ họa con game này nó còn cũ ngang ngang với 7754 ở Việt Nam mình luôn á. Rồi, cũng không có gameplay gì mấy, chỉ là sâu dài cái cảnh thôi. Còn ba cái này thì nó đã được render lên rất nhiều. Anh em thấy một trời một vực chứ nãy luôn.
đẹp như ảnh chụp luôn nè. Còn cái trailer nãy show ra thì nó giống như mấy con game khoảng năm 2000 vậy đó. Nè, anh em coi render nó rất là chi tiết, từng cái cổ máy là tán lá cây là rất là cực kỳ gỗ gàng luôn. Nhưng mà trailer thì lại không có show ra nhiều. Đây như thế này là cũng đỡ đỡ rồi đó, không có đến mức quá tệ. Paladin, con game mà co-op 4 người chơi với nhau, rất là thú vị luôn. Thấy đăng trên Reddit khá nhiều. Tôi cũng chưa biết thể loại nữa, đăng trên Reddit thì chỉ có một vài dòng giới thiệu cơ bản à, nhưng mà nhìn nó thú vị. Đồ họa nó thì nhìn rất là ngộ nghĩnh luôn. Con rồng thì tiến đến ngôi làng nên cần một nhóm anh hùng để đánh bại nó. Cốt truyện đơn giản như thế. Joy wherever they go. Together they have a world to explore. Wait, haven't I told this tale before? Roll the dice, people. Only they can bring an end to this loop in time. With joy and some luck, a feat most sublime. Nhìn nó bự bự nhưng mà cũng thú vị bất nha. Đồ họa nó thì phong cách vẽ tay luôn. 2D rất là 2D luôn. Nhưng đây hành động với nhau đi, chặt chém đi, nhập vai nè, vào cốt truyện nè. Không có thể action hả? Rồi chúng ta chỉ có lựa chọn cái kiểu mà tết bay như thế này thôi, không có hành động đánh chém gì rồi. Nhưng mà nó sẽ ke dựa trên những cái chỉ số của anh em nè, 2, 4, 6 chỉ số nè. Thì đi đến một cái khu vực nào đó, anh em sẽ đưa ra những cái quyết định. Lựa chọn là tăng giảm chỉ số sẽ dựa vào cái kết quả của cái quyết định đó. Ngoài ra thì một số nơi nó sẽ test cái chỉ số này của anh em. Nếu như anh em chọn đúng hướng hay là chỉ số cao đó, thì sẽ vượt qua. Đấy, như thế này nè. Game này dạng test bay rồi, không phải đánh đấm nhau nhiều, nên cơ bản vẫn là đi qua đi đợi khám phá thế giới thôi. À, nó dạng tương tác tiểu thuyết đó, nói chơi nó tương đối đơn giản. Bom tấn này thì không cần nói thì anh em cũng biết rồi, hàng của Sony này đã lên đây. God of the Tsushima. Anh em hóng con game này chắc cũng dữ lắm. Tôi cũng quyết định chơi thôi. Giá game 3 nha. Cũ tư. Ủa, không có phiên bản gì mở rộng hay gì trên mà chỉ đơn giản là game thôi đó. Game của Sony bây giờ lên PC thường tối ưu khá là tốt không? Nên anh em cứ yên tâm về cái chuyện mà tối ưu có mấy dòng game như thế này. Tôi cũng tin tưởng cái khả năng tối ưu của anh em Sony nữa, không như mấy hãng khác. Anh em nào không có PlayStation thì ai có thể cảm nhận được con game này trên này đó. Tất nhiên thì lên PC sẽ thêm cho anh em một đống mod nữa, hỗ trợ độ phân giải thì tôi nghĩ là sẽ cao hơn một tí đó, cao hơn một tí so với phiên bản trên PS4 PS5. Lúc đó thì anh em có thể mod mấy nhân vật này thành bất cứ gì anh em thích. Không, game này không có de novo nha. Không có de novo thì anh em sẽ biết tôi đang nghĩ cái gì rồi, anh em cũng nghĩ cái đó luôn. Nhưng mà game này thì tôi cũng đã chơi một lần thử qua rồi. Thể loại không thích mấy nhưng mà rất thích xem nha. Không thích chơi nhưng mà thích xem mấy thể loại này. Hầu hết mấy clip YouTube thì tôi coi cảm nhận khá đầy đủ luôn. Cảm giác như chơi đi chơi lại 2-3 lần rồi đó. Xem thì nó cũng rất là phê. Anh em không phải tốn công sức vô những cái hành động như thế này. Đồ họa gì chụp đúng một góc một như trời. Không có một cái render cinematic luôn nè, chụp trên PC nè, nhân vật ở bên trái rồi cứ dị tới 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 chụp hơi đủ 6 tấm hình để mà tối thiểu năng lên Steam nghĩa là xong luôn. Công nhận mấy anh dựng cái tem phép này đúng là rất là lười đúng không? Đúng lười luôn. Con game mà lớn như thế thì quá nhiều. Con Nọt Lan, Game World các anh em đây. Anh em nào yêu thích Game World thì không thể bỏ qua này được đâu. Đó. Nhìn rất là quen thuộc nha. Anh em này xây quân, xây dựng một cái vương triều của mình luôn. Đem quân đi đánh nhau, thiết lập mối quan hệ đồng minh, xây dựng một gia tộc.
Game này đợt demo thì tôi có thử qua một tí, trông nó cũng khá là thú vị đó. Đồ họa nó thì mấy phong cách ái tài mà, nó rất là đẹp luôn. Build đầu thì chúng. Game này thì tôi cũng tương đối khá là hóng đó. Trông nó cũng thú vị quá. Bản đầy đủ luôn nha, không có gì đi hết xếp gì đâu. Giá dễ rẻ thôi anh ơi. Tháng 5 này em nghèo đói lắm đó anh Đếp ơi. Đây là con game mà duy nhất tôi dự định mua trong tháng 5 này không. Tại vì tháng 5 này nghèo khổ lắm, không có tiền. Xin Đếp không được thì lại bỏ tiền túi ông vô thôi. Nhìn game rất là thú vị luôn, thể loại xây dựng, phong cách game mua, nhưng mà đồ họa của nó rất là đẹp. Game World á, thì anh em thiên về quản lý, còn con game này anh em thiên về là cái vương triều của mình. Xây dựng các mối quan hệ chồng chéo những cái lớp nhân vật với mà mấy cái vương quốc khác nữa. Đây nè. Hành quyết đó. Chém mấy cái nhân vật bây giờ nó cũng rất là gắn gao với nhau nha. Nhìn cái đống nguyên liệu như này cũng được. Con Mobus này là con game dạng mà show like. Lúc trước tôi đã chơi cái phiên bản là chơi số của họ rồi. Nhớ hình như là còn cái video đó. Vô thì cũng an hành gặp mặt thôi. Anh em nào thích cái dòng show like mà con này vẫn mang cái nét indie rất nhiều nha. Không đến mức quá đẹp đâu. Nó cũng tương đối đơn giản. Thiết kế map cũng tương đối bình thường. And defeat the servants of the devious deity. Thiết kế mấy con quái nhìn nó tổng tổng như thiệt á. Game này thì có Mega Game phát hành. Một cái nhà phát hành mà tôi đã từng liên hệ đối tác rất là nhiều rồi đó. Anh em sẽ thấy tôi giúp vào quay rất nhiều con game của nhà phát hành này rồi. Nên lúc trước họ mời tôi cái bản chơi sớm đó thì tôi cũng có thử qua một chút. Có điều là không hợp cho máy nên cũng không có nhận thêm. Tại vì trình tôi thì đâu có chơi nổi mấy con game show like như thế này. Vô ăn hành đầu đến cuối luôn. Nhớ đợt đánh con boss này đánh hoài không ra qua nổi nè. Nó như là con quái khu vực thôi nó nha. Nhưng mà đánh hoài vẫn không qua được. Đây, những con game mà tôi đã giveaway khá nhiều cho anh em rồi nè. Như con Smallland này tôi giveaway cũng 4-5 kia cho anh em rồi đó. Con gà chiên nè, con màu tành kinh đó nè. Mấy con này đã giveaway cho anh em khá nhiều rồi. Với một đợt, một block với con game kia nữa. Những con game mà tôi chưa có thì tôi cũng giveaway cho anh em đó. Rồi, chúng ta vô cái tuần cuối cùng. Shinu Saga, game này ngày 21, đúng không ta? Đúng ngày 21. Game này nó cũng có day one trên Game Pass luôn. Một con game mà cái đồ họa nó cực kỳ chân thực đến mức là gần như đẹp nhất ở thời điểm hiện tại á. Cái đó là lời của nhà phát hành nha, tôi chưa có chơi nên cũng không có biết. Nhưng mà qua những gì họ thể hiện trong cái phần 1 với phần 2 thì cũng có thể đó. Đó anh em nhìn cái hiệu ứng mưa gió nước nè. Sóng biển nè, mưa gió nè, nhìn như gần như là cái cảnh nó quay thiệt luôn. Do you hear it? Do you hear me? Yeah. Game này thì nó ảo ma với trời lắm. Đúng là cái từ ảo ma luôn á. Cực kỳ tâm lý. Không chỉ là cái game này nó phức tạp thôi đâu. Mà được hồ hỏa như thế này thì đúng là nấy thiệt đó là. Tôi không biết cái cảnh này là họ dựng hay là thực tế là cái gameplay luôn á. Game này thì nó có trên PC Game Pass Day One luôn. Anh em nào có thì có thể lên chơi được. Manolo này cũng Day One PC Game Pass nè. Đây Shinu Saga là ngày 21 tháng 5 nè.
đúng ngày đó thì anh em cứ lên mà có PC Game Pass thì một tháng chỉ khoảng 60.000 thôi, nên đó anh em có thể trải nghiệm được luôn. Đây tôi vẫn biết tiếp những hộ đấy, Xbox Game Studio, Xbox Game thì chắc chắn là PC Game Pass này. 27 ngôn ngữ, rất tiếc là vẫn không có tiếng Việt của chúng ta. Synergy, một con game mà xây dựng tôi đã từng chơi cái bản demo rồi. In the golden dawn, our village emerges. Anh em nào muốn coi thử game này nó thì có thể coi lại cái bản demo của tôi. Xây dựng nó cũng tương đối bình thường, nhưng mà cái vũ trụ với bối cảnh với phong cách đồ họa đó làm rất là độc luôn. Rồi, tới giờ nhà mạng bóp anh Phong rồi đó. Cảm giác mà bấm zoom lên nó phải chờ chờ anh tí. Lướt lướt về tấm ảnh thôi. Mấy công trình vẽ tay rất là thực tế. Ủa, rất là viễn tưởng nè. Chúng ta là một cái người, nhóm người ngoài hành tinh thôi. Trong lúc cái hành tinh mà sa đọa tan hoang hết đó, thì đi khám phá cái vũ trụ mới, tìm được cái vùng đất này, xây dựng và phát triển nó lên. Đây là những cái thiên hướng mình chọn để nâng cấp kỹ năng nè. Đây là đưa ra những cái quyết định nó sẽ ảnh hưởng đến con game khá là nhiều đó. Game này phải nói là UWI nó thiết kế rất là đẹp luôn. Anh em nhìn cái bố cục đó nè, nó đi nét viền rồi nó co nó bông gì làm cũng rất là đẹp luôn. Nhìn rất là, cũng tương đối gói đó nha. Gói là tại vì nó quá nhiều thông tin, nhưng mà cơ bản thì nó vẫn đẹp. Vô chơi thì nó cũng tương đối nhức đầu đó. Đợt vô chơi thì cũng có thử khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng nhờ, nhưng mà cũng đau đầu phết. Game này nó thì chưa thấy cái gì quá nổi bật, tương đối thì cũng chỉ là mấy cái dòng game xây dựng thôi, nhưng mà nó ăn điểm thiết kế đồ họa, nhưng mà công trình kiến trúc nữa nè, đồ họa UWI đồ rất là đẹp. Được một cái tiếp rồi, lại đi sắp xếp nữa coi. Game này thì không nhớ nữa, game này game gì đây? À, con game 2D. Game này thấy quảng cáo cũng rầm rộ lắm, nó một cái fan mang một phong cách rất là hoài cổ luôn. Đó, nó cứ treo mang một phong cách rất hoài cổ luôn, nhưng mà thấy cũng đang được mà cộng đồng ha hóng khá nhiều đó. Đó lên tấm hình này là thấy đẹp liền. Cũng được đó, nó mang đậm cái chất cổ điển, có mà old cool không? Không. Đến boss. Đồ họa nó thì nhìn rõ là 480 pixel à. Rồi, ok. Game này game gì đó ta? Once upon a time in the forgotten seaside town of Southfold. There was a crumbling old cottage, home to two old. Game này tôi không nhớ là game gì đó. Rồi thế đội tương đối đơn giản thôi, thư giãn giải trí tương tác với môi trường, đi khám phá bản đồ nữa. Sukuban hả? Sukuban là dạng mấy con game mà anh em chơi trên cái điện thoại Nokia hồi xưa, game đẩy thùng á. Nào, sẽ đẩy mấy cái vật thể này đi đúng cái vị trí của nó để mở ra nhiều cái mới. Tôi nhớ rồi, game này anh em có thể tương tác trên từng trang sách luôn. Đó, đây nè. Là lật giấy ra nè, nó cũng tương đối thú vị đó. Rồi mình đi qua. Đợt lúc trước thì tôi cũng chú ý con game này khá nhiều, tự nhiên bây giờ quên ngang à. Nó thiên hướng giải đố nè. Nè, cái cảnh này tôi nhớ nè. Lên đây, nó kéo mình qua. Đốt. In the midst of the war of crowns, every battle is decided by. Game này tôi không biết. Bối cảnh trường cổ tên bay, à nhớ rồi, tên bay thì nhớ. Nhìn cái hình hai nhân vật nó đánh nhau cũng tương đối bình thường. Master every tool. The destiny of the battle. Discover unique weapons forged in the heat of war. Mới đầu nhìn cái đoạn trailer này á thì tôi tưởng nó là nhập vai góc nhìn thứ nhất, thấy góc nhìn thứ ba gì thôi. Nhưng hóa ra cái phần cốt lõi của nó vẫn là cái game này đánh nhau theo luật tên bay như thế này nè đó. Tôi không biết nó trailer gì đó không. Có đây đây đây.
Đó, cốt lõi nó vẫn là tên bay. Headshot. Hình như đợt game này quốc, hình như nó có sâu lên cái đoạn channel này một lần rồi. Tôi cũng biết clip nó từ khá lâu rồi nè. Game này cũng được, giá là khá là cao nha. Tiếp đi, bày ra có sự tĩnh lặng. Con game này 4x, anh em chỉ dàn quân ra rồi đánh thôi. Nó mang yếu tố chiến thuật là chính. Đây loại 4x nè. Đây. Game này anh em có thể đánh nhau với người chơi khác nha. We must keep them from reaching the enclave at all costs. Vào cốt truyện. Giới thể loại là chiến thuật theo luật. Sao mấy cái đội quân này nhìn cái phong cách nó dị hợm quá vậy? Bao cái nè. Likewise, my friend. But we'll make it out of here. That's a promise. Nãy giờ thì cũng không thấy mấy cái quản lý tài nguyên gì nhiều. Mình chỉ có ba cái tài nguyên chính như thế này thôi. Một số cái thẻ bài như thế này. Brought us here. We did not come by choice. Điều này cũng được phát đó chứ. 10.000 follow là quá thành công rồi. Có điều là dính vô cái lời nguyền của nó. Bịch trinh thám, game này thì tôi không giới thiệu đâu, không gì comment đâu. Đơn giản thì cái tiêu đề nó giật tít khá nhiều á. Vô thì anh em chơi là cái kiểu mà chọn từ nói chữ á. Anh em chọn từ nói chữ thôi. Game này tôi đã thử cái demo rồi, đây nè. Dốt dốt tiếng Anh như tôi thì bó tay luôn. Yếu tố trinh thám của nó thì cũng rất là thấp luôn. Hầu như là không có gì nhiều với anh em chủ yếu là giải mấy câu đố ngắn ngắn á. Đây là con game của là Mega Game nữa nè. Cái nhà phát hành Sunland, nhưng mà con game hồi nãy mới giới thiệu đó. Game này thế loại nông dại. Nó thế loại nông dại nhưng mà tương đối thú vị nha. Nó khá nhiều thứ để khám phá luôn. Cái nền đồ họa nó thì cũng dị dị nữa. Đồ họa nó vừa thực vừa ảo nè. Đi xe đạp rất là hoài cổ. Cửa hàng cà phê. Dầu thép, sẵn thép, chảo thép. Trời, chụp tấm ảnh. Hệ thống lò sưởi như thế này là nó cháy tóc luôn á. Xây dựng cái thế giới cũng tương đối rộng lớn á. Được, game này khá ổn, có demo cho anh em trải nghiệm luôn nè. Gear Ut 2 hả? Game này tôi không biết, chưa nghe thông tin gì về nó cả. Nhưng mà nhà mạng bắt đầu là bóp đầu rồi. À, con game xây dựng một cái thế giới trên cái hình quả cầu hình tròn luôn. Quả vật nó sẽ tàn phá, game hơi loại mà God Game. Đây nè, đây nè. Nhớ rồi, nhớ gì sao tôi để ý con game này. Ít lít, game bổn. This isn't the first planet in which you guide their fickle spirits. To help them, use your elemental giants to create lush biomes. Take your time to let them create harmonic ecosystems that form bountiful land. Their directions depend on the bounties you provide them. Sao mấy con quái ngoài nhìn nó hiền hiền đó. Watch. Đó, mình bắt đầu xây dựng công trình như hầm mỏ hay chặt cây rồi nè. Create inventions and develop new ideas. Có đánh nhau với quái vật gì không? Fill the universe. Được, game này ổn.
life. Đó. Hóa ra mấy cái này là mấy cái vị thần bảo hộ cho mình. Đó, thần khổng lồ. Chứ không phải là mấy con quái vật nó đấm mình. King City. Game này là thế loại tên bay nha. Vô coi là cái Zalo đi, nó xây dựng một thế giới cũng mà tương đối mà cyberpunk á. Now King City's prosperity comes at a price. Anyone the company suspects of possessing superpowers is taken off the streets, while those that resist are hunted. Time to fight back. Leave them to me. Okay, you moves. Focus on me. Get him. I can help you out. See how much easier this is? Mình điều khiển cùng lúc năm nhân vật luôn. The outpost has been compromised. Pin him down. We need to disarm these jerks. Thanks, Liu Bao. Weather Vane, combine our powers. You're hesitating. Holding back. You're weak, like your mentor. There's nowhere to hide. Cũng được hết á. Tính lưới liền. Con game này là cuối tháng 5 này. Danh sách của chúng ta coi như gần hết rồi. Con này là con gì đây? Ủa, đồ họa những bằng phim à? Lại tên bay nữa à? Chiến thuật. Cái này là phim luôn thiệt rồi chứ gì nữa. Cố gắng làm nó mà ảo ảo nè. A whisper. An echo of the past. Đi dọn cái nhà kho mà thấy cái thùng nó nhảy tưng tưng như vậy á. Như vậy á. Là tôi đi luôn chứ không có đứng lại gần nhìn như thế này đâu. Thằng này giống cái thằng mà gì giống mà sẽ trang thinh quá ta. Legacies of old. Trời ơi, lại nhảy theo con Jumanji à. About to be awakened. Ủa sao tiếng nhạc cũng giống Jumanji quá vậy? A calling. For long forgotten heroes to rise again. Chúng ta có Jumanji phiên bản 2D ngoài cổ, rất là cổ luôn. Game này như thời là game 16 bit thì đó. Tại vì mấy cái pixel nó rất là đậm luôn. Thì chỉ luôn đó hả? À đây là phiên bản đẹp hơn tí. Nhưng mà không biết đẹp hơn thế nào. Tôi thấy cũng đi gian nhưng mà à đúng có đẹp hơn tí thiệt nè. Không vẫn là khá là mù mắt à. Chịu. Game này thì tôi không có mà tuổi thơ gì nó nhiều. Nhưng mà con số 5000 follow khá là thành công rồi đó nè. Quá thành công luôn. SKLD cuối năm cuối tháng nhá, tháng năm này là con game F1 của mấy anh em là EA. Trời ơi, game đua xe. Rồi còn hai game cuối thôi, xong hai game này chắc tôi ghi bộ quay cho anh em. F1 Manager, đồ họa nó gần như thật luôn. Vẫn tất nhiên là phải chèn quảng cáo giữa mấy cái nhãn hiệu vô nè. Ồ, mấy cái bánh nó làm bóng mượt luôn. Game này mà anh em đầu tư cái bộ vô lăng nữa thì số dách khỏi nói rồi. Tôi thì không có chơi thấy dòng này nhiều. Nhưng mà thấy anh em đam mê mấy cái dòng đua xe, dòng gây á. Gây xin là rất là đầu tư luôn. Chơi nguyên cái dàn xét là 3-4 cái màn hình quay xung quanh. Thêm cái bộ vô lăng này, thêm cái tay cầm. Bộ vô lăng tay cầm này, chân đập thắng ở dưới nữa. Nhìn cái trang như thật nhá. Đam mê. Giá bây giờ mấy ba nó lên 70 đô rồi. Triệu 1. Triệu 6 này là nó thêm cái thumb bonus là cái gì ấy? VR luôn. Thumb bonus hình như là mình được chơi sớm gì đó. Cái gì Bitcoin đó. T
tôi thì không chơi mấy dòng game này nhiều nên chủ yếu là xem anh em chơi thôi. Bữa đó có anh em nào phê cái bô lăng tôi mới thấy nào, cái gì lên coi thì có biết có kênh YouTube để xem không. Nhìn gì đây, phong cách là gà chết đúng mà. Nó giống đúng thiệt, nhất là cái pha mà thành cái pha gà đạn này á. Lại một con game mà hoài cổ cho anh em. Cứ yếu tố dễ đố hả? Được. Cái này nó rất là hiện đại nè, còn cái mức hoài cổ quá nhiều như con đung nãy. Cũng được, game này có nhà phát hành nào đây? Underbeat Studio gì đó, nghe thấy lạ quắc luôn. Họ chỉ có một con game này thôi. Ổn, ổn phết. Silaco, Silaco, đường này có nghĩa gì không? Không. Rồi, bây giờ lướt hết cái dòng game mà của tháng 4 này, của tháng 5 này chứ. Thì tháng này tôi thấy là không có nhiều cái tên nổi bật đâu, ngoại trừ mấy cái con game lớn lớn luôn. Chỉ có ba con game là gây đáng chú ý nãy giờ á. Thực ra là hai con đối với tôi thôi. Đây, có Ghost of Tsushima nè, Northland nè, là hai con game rất là đáng chú ý luôn. Con này thì nó sẽ hợp với nhiều anh em. Quỳnh tử 34, Quỳnh tử 34 này thì cũng được. Senua Saga, thấy một vài cái tên đáng chú ý là hết rồi, khoảng 3-4 cái tên. À, tôi quên mất tiêu cái vụ ghép quay cuối tháng 30 tháng 4 cho anh em nữa. Nay 29 tháng 4 hồi nãy thì không để ý. Cái video này đăng 30 tháng 4 nên tôi cũng ghép quay cho anh em luôn. Ghép quay tôi nhớ là ghi là cái ông này tên là Javid Gom Dip này làm nữa. Ông này tên là gì? Phúc Lộc, chữ than hình chữ thọ luôn đi, Phúc Lộc Thọ luôn đi. Rồi rồi. Rồi ok, Phúc Lộc Thọ. Ông nào tên dài dài nó không đây. Trọng Võ. Trong vợ. Tướng Trọng. Rồi. Rồi, còn lời tên ngắn ngắn thôi. Bây giờ có anh em nào điền trùng không ta? Để từ từ. Mình sắp xếp cái cột này. Hán Z. Nobiku điền trùng nè, thấy không? Cá điền trùng nè. Kirat điền trùng nè. Còn ai nữa không? Nhìn email thì hết rồi. Rồi, để tôi mà delete mấy anh em điền trùng ra. Cá nè. Kinat nè. Với ai nữa ta? Nobiku đúng rồi, ba anh em điền trùng. Thì tôi remove mà ba người điền trùng này thôi. Chắc anh em mà quên cái để lâu quá nên điền trùng lên lần hai á. Thì xóa những cái trùng thôi, anh em vẫn còn trong này nè. Không có mất gì đâu đâu. Ủa phải không ta? Nobiku rồi. Nobiku vẫn còn nè. Kinat vẫn còn á là nha. Cá vẫn còn như cũ. Ba người điền trùng vẫn còn. Bây giờ chúng ta có 42 người tham gia hả? Rồi ok. Tiếp tục vô vòng quay thôi.
42 người tham gia. Đây, chọn lên, vô mà cái tầm sai 9 lần đầu tăng ghép nha, 10 vòng thì 9 lần đầu tăng ghép thôi, tăng tỷ lệ lên. Như có 42 người thì anh em sẽ là khoảng 2.5%, 2.4% tỷ lệ chiến thắng á. Tấm hình thì đổi cái phong thủy đi. Cái này gì đây? Khinh khí cầu hả? Rồi, chúng ta vô cái đợt tranh ghép đầu tiên. Ông nào điên VOZ gì nè. Đây, 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 đây. Clam đi. Clam. Rồi, chúng ta bắt đầu quay lần đầu tiên. Cái gì? Voi vú dê hả? Voi ồn vú dê. Rồi, anh em sẽ đăng ghét lần đầu. Số 1. Voi ồn vú dê. 9 lần đầu là đăng ghét nha. Đây. Như cũ thôi. Quay kìa. Dương vật to. Rồi, hai ông này đúng là thiệt á, một cặp với nhau thiệt luôn nè. Ừ. Voi ồn dê là dương to nó nè. Thì Garcia, Vũ Đức Nguyên, Dinis, số 3, rồi, sò bài một cái. An Huy Hoàng, Phúc Lộc Tọa hay là Đốt Ghi? Thôi, vẫn là Phúc Lộc Tọa thôi, ngay cái chấm luôn. Phúc Lộc Tọa là số 4. Thấy dúi, thấy dúi YouTube. Số 5. Đây là ngay cái dấu chấm này nữa, Elite Chích. Elite Chích là số 6. Sao bài phát nữa. Số 7 là ai đây? Số 7 là số chủ nhật, số thứ 2. Nãy giờ cũng khá điện nha. Thành Liên Lâm rồi. Thành Liên Lâm. Số 7. Tóc Phụ Hải. Ngủ con ngán, ngủ con ngán nè. Méo được luôn. Ngủ đạn đó. Cơ cấu rồi. Số 8. Số 9. Thành Liên được tăng mà cái tỷ lệ cuối cùng. Thanh Niên Lâm nữa à. Rồi Thanh Niên Lâm bây giờ là tỷ lệ gấp 3 lần người ta đó. Số 9. Đó. Nhìn em thấy đó. Thì những cái người mà chỉ có một tên thôi thì có khoảng là 2% tỷ lệ trúng thưởng. Còn như Thanh Niên Lâm này lên 3 cái được gọi tên 3 lần rồi đó. Số 7, số 9 với cái số 0 đó nè. Là 3 lần là coi như được 7.5% trúng thưởng. Rồi vẫn là công bằng với em thôi. Nhân phẩm là trên hết. Vô cứ tầm lại. Kéo thời gian lên 60 giây nào. Cái hình thì đổi qua hình con mèo. Rồi, lần này là lần ăn luôn nha. Lần ghép vào quay thứ 10. Xong lần này nó win luôn. Ok, bắt đầu. Nhìn con mèo nó quay chóng mặt quá à. Một phút huy hoàng có anh em nào. Lâu quá. Nhân phẩm sẽ mỉm cười với ai đây? Thanh Niên Lâm nè, Việt Vũ kế bên luôn nè. Nằm ở trên này thì chắc là không quay tới đâu. Trọng Võ, Dương To, TNK, FF, Lâm hay là Việt Vũ hay là Clam gì nè. Vô Thanh Niên Lâm luôn mày. Hai anh em trong nít cột chung với nhau. Nhường nhau đi, nhường nhau đi.
Rồi, đúng là thanh niên này 7.5% thì nó vô số 7 thiệt luôn á. Viết Liam phải không ta? Phải không, trong Discord không? Discord của Việt Vũ nè, hai anh niên gặp nhách nhau. Ông là TNK FF này ông mới trúng một lần trước này nghe không? Nên không có trúng được nữa đâu. Nhân phẩm cao lắm. Đúng rồi, tên Lâm thiệt nè. Ông kia là ông mới trúng lần này. Đây nè, đây. Đó, ông mới trúng lần này. Game này là game hình như là game 98 nè. Danny Phan. Cái này tôi cũng trao giải rồi mà không thấy phản hồi gì. Rồi, chúc mừng anh em Evil Lâm. Kiểu này chắc tôi nhắn Discord luôn chứ không cần gửi qua mail đâu. Việt Vũ kế bên đó nè. Rồi, ok, bye bye anh em. Giveaway là coi như xong rồi đó. Có thời gian thì tôi mở thêm vài cái giveaway nữa. Nhưng mà phải có thời gian với nhà tài trợ nữa nha. Tới những đó là tích. Rồi, ok, bye anh em.